Dạ, kính chào quý cô chú anh chị. Kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị. Vô trở lại kênh, tiếp tục mình đến bãi kiển của anh trước. Vô lưu thành phẩm chơi Tết. Lúc vừa qua thì cảm ơn cô chú đã ủng hộ một số cây kiển ha. Hôm nay tiếp tục lên clip mới cho anh chị bạn. Rồi, cô chú anh chị yêu thương cái nào liên hệ trực tiếp trên trước ha, giúp kênh ha. Rồi, thành phẩm chơi Tết luôn nha chú anh chị bạn ơi. Đây cũng tàn cũng bự, tàn chiều ha. Rồi, chào anh trước ơi. Dạ, em xin chào cô chú anh chị mình yêu mai vàng cả nước ạ. Em hôm nay tiếp tục quay mai vàng cây hồ ghép giả Hồ Đức già mùa, nào khoảng 5 mùa hơn 5 mùa. Em xin tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình qua số điện thoại là 0909001982 là em có xài Zalo số này luôn. Có gì cô chú anh chị mình yêu thích cái nào thì liên hệ với em ha. Em xin cảm ơn ạ. Rồi vậy thôi, giờ em xin vô cây đầu tiên luôn ạ. Rồi cây đầu tiên mình cho mã số mấy anh ơi? Cây đầu tiên này là em cái má này, cái này là mã là 101. Dạ. Cây này là ghép giả Hồ Đức là hơn 5 mùa. Thế là hành phẩm chơi Tết nha cô chú anh chị. Anh đẹp miếng lá lên coi cái đế. Quá trời cái đế. Đi đặt luôn không chú anh chị các bạn. Rồi em xin đo thông số luôn cây này luôn ạ. Dạ. Ghép bà to, cần liền ha. Rồi, cái này là 25 ạ. Rồi, hoành 25 nha chú anh chị các bạn. Hoành 25. Cao là 1m1 ạ. Có đầy đủ rồi. Cao 1m1. Ngang 1m3. Nụ bầu là ha. Cây mã số 101 này em giao lưu với giá là 3.8 triệu ạ. Rồi, 101 giá 3.8 triệu của chú anh chị. Dạ. Rồi ship rồi sao anh? Rồi là cái này là em bao ship luôn cho chú anh chị. Rồi, bao ship luôn của chú anh chị bạn ơi. Rồi, tiếp tục là cây xin phép vào cây 2. Cây 2 cũng là cây dép giả Hồ Đức ạ. Mã số 102 ha. Dạ, cây mã số 102. Rồi tàn rất là tròn đều hết chú anh chị. Cây này cũng ghép hơn 5 mùa của chú anh chị. Đã xem nó sửa thành phẩm chưa Tết. Rồi để luôn, để các vip đẹp luôn nè. Tròn đều ha. Nở luôn nha chú anh chị bạn. Ok. Rồi em xin đo thông số cái này luôn ạ. Tàn rất là tròn dạ. Để vip nè. Em đo ngay chỗ cũ này đi ha. Đây đi. Xác cái này luôn đi, tại vị trí em đo đi. Dạ rồi. Tại vị trí đo là 36. Tại vị trí đo hoành 36 của chú anh chị bạn. Rồi, tàn rất là tròn kính luôn ha. Nụ thì bao la luôn. Giờ chiều cao là cũng 1m1. Ngang 1m4 ạ. Rất là nhiều nụ luôn ha. Rồi, cây này mã số 102 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3.5 triệu ạ. Em bao phí ship luôn cô chú anh chị. Rồi, giá 3.5 triệu của chú anh chị các bạn ơi, bao phí ship luôn. Rồi. Cây rất là bự, tàn tròn luôn ha. Rồi, xếp rồi em cây xin luôn. Mới ạ. Tàn rồi, rất là khủng, bông nó nở cái là kính tàn luôn. Rồi tiếp theo là một cây cũng là ghép giả Hồ Đức ạ. Cây 5-6 mùa, bông từ 8 đến 12 cánh hay cô chú anh chị. Quá trời đẹp luôn ha. Tại vì dây thành phẩm tàn rất là tròn kính ha, sang sát luôn ha chú anh chị các bạn. Rồi để luôn. Dạ, để. Ghép chột rất là to bự luôn ha. Gần liền hết rồi. Rồi, đây là 20 ạ. Cho quay vòng đế luôn anh, quay quanh 20. Đó. Dán khơm ha, để rất đều, chạy đều luôn ha. Yeah. Rất là đẹp ha chú anh chị các bạn. Nụ có đầy đủ luôn. Rồi, cao 1m15 ạ. À, có nụ rất là nhiều ha, nụ bự bự không ạ. Mỗi một nụ là 4-5 bông trở lên ha. Ngang 1m3 ạ. Cây mã số 103 này. Em xin giao lưu với giá là 3.8 triệu ạ. Giá 3.8 triệu của chú anh chị các bạn. 103. Bao ship luôn của chú anh chị các bạn ơi. Đều thành phẩm chơi Tết luôn ha. Tàn rất đẹp, tàn dù. Rồi em xin qua cây mới ạ. Cho phép đổi cây. Tiếp tục là một cây ghép giả Hồ Đức nha của chú anh chị. Rồi mã số 104. Này thoát thân cao rất là đẹp ha. Có bông gió cho mình chơi. Rất đẹp sáng luôn ha. Quay lô này là em đều ghép hơn năm mùa của chú anh chị. Rồi để nở đã luôn chú anh chị các bạn ơi. Vậy thì chảy đều bốn mặt ha. Nở cũ ha chú anh chị. Rồi, đế này đẹp ha. Nở tình nhiều bình nha. Bình bông ha. Rồi thì chơi em ra này là 35 ạ. Rồi hoành 35. Rồi cao 1m2 ạ.
Nụ bông gió rất là sáng luôn. Ngang là 1,5 m vậy. Nụ rất là nhiều ha. Rồi cây này em xin giao lưu với mã số là 104 với giá tiền là 3,8 triệu ạ. Rồi giá 3,8 triệu là 104 ừ. Chú chị các bạn. Chú chị nào luôn. Thấy có yêu thích được cây nào thì xin điện thoại vô số điện thoại của em là 0909001982 của chú anh chị. Rồi em xin cho cây mới ạ. Rất là đẹp luôn. Rồi đấy là cây xù xù hả nha. Cái này là gốc. Rồi cây mới là 105 ạ. Ok là 105 của chú chị các bạn. Cũng là ghép giả Phú Đức nhưng bông từ 82 cánh nha chú anh chị. Cái ghế xù ha. Này để nở nổi nổi nhiều nôm rất là đẹp. Rồi em xin đông số cái này ạ. Rồi chi càng rất là to, chồng ghép rất là bự, gần liền hết luôn. Ở đâu anh đế thế này quạnh 25 25 ạ. Rồi quạnh 25 của chú chị các bạn. Cao 1,2 ạ. Nụ ha, có đầy đủ ha. Ngang 1,4 ạ. Rồi cao 1,2 ngang 1,4 ạ. Cây số 105 này em xin giao lưu với giá là 4 triệu ạ. Rồi, giá 4 triệu của chú anh chị các bạn. Tất cả cây điểm đều qua ship nha cô chú anh chị. Rồi, tất cả đều qua ship luôn. Rồi, xin phép rồi, qua cây mới ạ. 106 ha. Cây 106 ạ. Cũng là cây dép giả Hữu Đức nha cô chú anh chị. Trời tàn rất đẹp tròn cho luôn ha. Cô chú học nhãn cái nào liên hệ trực tiếp với anh trước chú kênh chú anh chị các bạn ơi. Rồi, coi để luôn ha. Cái này già xù luôn. Đó, cái nôm ha, rất là đều ha. Rồi, ra trên này. Rồi, 25 ạ. À, quanh 25 cho chú anh chị các bạn. Để chạy đều hết trơn ha. Già cây, trông rất là to đều luôn. Cao 1,2 m ạ. Ngang 1,4 m ạ. Nụ bao la, bông gió này. Chà bá luôn, sáng rực luôn ha, bự luôn ha. Rồi. Nụ bao la. Cây mã số 106 này em xin giao lưu giá là 3,8 triệu ạ. Rồi 3,8 triệu 106 của chú chị các bạn. Cây ghép giả Hữu Đức nha cô chú anh chị. Tàn rất là bự khủng luôn. Tàn sang sát hết trơn ha. Vô dây thành thẩm hết luôn của chú chị các bạn. Rất là đẹp luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 107. Cây 107 là tiếp tục là một cây ghép giả Hữu Đức ạ. Hết hồng cái tàn ha. Cắt thân chậu rất lâu năm ha. Rất là bự luôn. Ghép lâu năm là cái cốt nó rất lớn nha cô chú anh chị, cái cốt ghép nó lớn lắm, nó liền nó múng đầu hết trơn ạ. Rồi đế vip luôn ha. Cây này đế rất đẹp, sáng đều ha, nôm nôm nhẹ nhẹ. Rất là đẹp ha chú chị các bạn. Đâu không số cái này. Rồi này là 24 ạ. À. Rồi quanh 24 của chú chị các bạn ơi. Đầu ghép nó to luôn. Cao 1,3 m. Rồi chiều cao 1,3 m. Rồi ngang 1,5 m ạ, 2,5 m hết cái hước rồi ạ. Nụ thì bao la nha chú anh chị bạn. Rồi cây 107 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 4 triệu ạ. Em bao phí ship luôn cô chú anh chị. Rồi 107 giá 4 triệu thôi chú anh chị các bạn. Rồi bao phí ship luôn. Cô chú anh chị hợp nhãn nào liên hệ trực tiếp trên trước ha. Rồi tiếp theo 108. Rồi cây 108 ạ. Tiếp tục là một cây ghép giả Hữu Đức nha cô chú anh chị. Rồi giá hội nghị cho cô chú mình chơi luôn ha. Tàn rất đẹp nè, tràn do vô dây sẵn luôn nè. Rồi đế luôn. Hoa đế nở nôm rất đẹp ha. Nhìn cái cây đáng sưu tầm hả chú chị. Rồi tinh keo. Tinh keo này là 21 ạ. Rồi quanh 21. Đo chị trên eo luôn ha. Đế rất đẹp luôn. Này là một chiều cao là 1 m ạ. Rồi chiều cao 1 m nè chú chị các bạn. Ngang 1,4 m ạ. Rồi tăng ngang 1,4 m. Rồi cái này gì? Cây mã số 108 này xin giao lưu là 3,5 triệu ạ. Rồi giá 3,5 triệu của chú chị bạn ơi, 108. Cây này. Chảo Đức thành phẩm ha. Dạ, chú chị bạn. Bông 82 cánh em bao ship nha cô chú anh chị. Tất cả đều bao ship hết. Rồi, xin phép đổi cây. Mà cô chú anh chị qua cây số 109 của chú anh chị bạn ơi. 109 này là cây ghép giả Hữu Đức tiếp nha cô chú anh chị. Rồi, tàn rất đẹp luôn nè. À, sang sát kính chân ha. Đấy nè, quay vòng cái đế nó ông hãy đo. Đó, rất đẹp ha. Rất là quái quái. Rồi cho thông số luôn anh ạ. Đế nở đặt, cũng đặt nghe cái gì vậy. Đó đâu giờ đó tên này đi. Đấy, ra nó đi.
này là 32 ạ. À, hoành 32. Cao 1m2 ạ. À, lúc đầy đủ ha. Từ đàn ngang là 1m5 ạ. Rồi, tầng ngang 1m5 của chú anh chị các bạn ơi. Rồi, cây mã số 109 này, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.8 triệu ạ. Giá 3.8 triệu hả chú anh chị các bạn? Giá 3.8 triệu đã bao gồm phí ship của chú anh chị. Cô chú anh chị thích mà đến là vườn mua xương lớn thì liên hệ với anh trước lại mua có giá hồng vậy luôn. Rồi, phép đỡ cây. Rồi, em xin qua cây mới ạ. 1.010. Dạ, 1.10 ạ. 1.10. 1.110. 1.110 ạ. Tàn cũng rất là bự ha, dáng chắc lắc lắc siêu siêu bye bye ha. Nhìn rất đẹp. Tàn rất bự khủng là sáng sát hết trơn chú anh chị các bạn. Cành nhánh rất là mập khỏe nha cô chú anh chị. Đấy đẹp luôn, bao đấy đẹp luôn ha. Rồi em xin đo phân số. Chi cột dép rất là to cho bá lửa luôn ha. Đây là như anh nhìn bên đây 28 27 27 hơn nụ bao la không gió này. Chiều cao là 1m1 à, chiều cao 1m1, ngang là 1m5 à. Rồi, tới ngang 1m5. Rồi, cây mã số 110 này em xin giao lưu với giá là 4 triệu ạ. À. Rồi, giá 4 triệu 110 cây ghép hậu giả Hồ Đức nha cô chú anh chị, rất là bự, tàn rất là bự ha. Ồ, xin phép đỡ cây, bao ship luôn chú anh chị các bạn ơi. Tiếp theo. Yeah. 1.1.1.3.1, 111 ha. Cây 111 à. Vẫn là cây ghép giả Hồ Đức nha chú anh chị. Quá trời cái tàn đa khủng luôn ha. Tàn rất là đế lớn. Đế quýp luôn. Tàn sang sát ha. Đã vô dây thành phẩm rất là đẹp luôn. Bây giờ mình coi đế nè. Nụ thì có đầy đủ nha. Đế nè. Quá trời cái đế luôn. Đó, đế là 26 ạ. À. Quay vòng lên cái anh ấy chưa có quay nó đế. Nó con thú có đuôi rất đẹp nha. Rồi, cho chiều cao tấn ngang luôn. Nụ ha, có đầy đủ bao la ha. Rồi, cao là 1m2 ạ. À. Ngang là 1m5 ạ. À. Cao 1m2, ngang 1m5 cho chú chị các bạn. Cây mã số 111 này em xin giao lưu với giá là 4.5 triệu bao phí ship nha cô chú anh chị. Rồi, 301, mã số 301, 4.5 triệu, bao phí ship luôn. Tàn rất là đẹp luôn. Tàn rất là lớn nha cô chú anh chị. Rất đẹp ha. Mấy cây này rất là lớn nha chú anh chị các bạn. Rồi, nhìn qua ngoài rất là khủng nha. Rồi, tiếp theo. Rồi, cây là 112 ạ. Đây, tiếp tục một cây con khủng luôn, tàn con cho bả lửa luôn ha. Kính tàn luôn ha, để nè. Để xù luôn. Cái này giống như bằng chân con phụng rồng vậy chú anh chị các bạn đó, đế bè rất là lực rất nổi nó lên như thế gì đó, 4-3-4 trước ha, 4 sau nè, cái này cái nồi nó lớn lắm nha. Rồi em xin đo cái này, cái đường là chạy sụn nha chú anh chị bạn, nó chảy nhẹ đó ha. Rồi quanh đây là 30 ạ. Rồi quanh 30 đủ thì sang sát luôn ha. Mày cao là 1m5 ạ, có sáng rực ngang cao 1m5, ngang 1m5 rồi nè. Tất cả tầng tầng ngang hết thước rồi. Rồi tầng ngang 1m5 cao 1m5 nụ bao la ha. Nụ. Cây mã số 112 này em xin giao lưu với giá là 3.5 triệu luôn ạ. 4.5 triệu ạ, xin lỗi 4.5 triệu ạ. Rồi cái này giá 4.5 triệu chú chị các bạn. Một cây móng rồng ha. Rất là đẹp luôn, đế. Tàn hết hồn bự ha. Sang sát rồi, sắp đó cây. Tất cả cây em đều bao ship nha cô chú anh chị. Rồi cây 113. 113. Là tiếp tục là cây ghép giả Hồ Đức luôn ạ. Tàn tròn do luôn ha. Cây này nãy cây nào cũng tàn rất là tròn đẹp hết chú chị bạn. Cây đã chỉnh sửa rất là tròn, rất là đặc cho cô chú anh chị mình chơi Tết ha. Rồi gốc xù luôn. Cái thân xù nhẹ ha, xù cho me hết rất đẹp ha. Giống một thú đang ngồi có chân ha. Nó hoành ạ. Hoành 29, hoành 29 ạ. Rồi hoành 29 nha cô chú anh chị các bạn. Cao 1m1 ạ. Đủ cao la ha. Tán ngang là 1m3 ạ. Rồi cây mã số 113 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.7 triệu ạ. À. Rồi giá 3.7 triệu của chú anh chị bạn ơi, cây số 113. Là cây ghép giả Hồ Đức luôn nha chú anh chị.
Áo nước bông rất là sáng đẹp luôn. Đợi kỳ 114 ạ. Rồi 114. Con quái thú luôn, gốc xù luôn. 114 vẫn là cây ghép vỏ hồ đức của chú anh chị. Chưa ghép hơn 5 mùa. Tặng khá tròn luôn. Đã vô dây thành phẩm cho chú anh chị. Cốt ghép rất là lớn nha, đó, đó. Mập rất là lớn. Quay vòng coi đế luôn á. Đế gốc xù thú ngồi nha. Này rất đẹp ha. Rồi. Cho đồng số luôn. Rồi 24 ạ. Rồi hoành 24. Cao 1m2 ạ. Nóc bao la luôn. Ngang 1m3 ạ. Cao 1m2 ngang 1m3 cơ chú chị các bạn. Rồi cái mã số 114 này em xin giao lưu với giá là 3.6 triệu ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Rồi giá 3.6 triệu bao phí ship luôn chú chị các bạn ơi. Rồi xin phép mình đổi cây luôn ha. Em qua cây 115 ạ. Cây đó cũng rất là đẹp luôn, đế đẹp luôn. Rồi tiếp theo một cây số 115 là cây ghép giả hô đức nha các anh chị. Ừ, tàn cũng khá là đẹp ha, tròn khá sát cho em. Đế nè, một thú rất là quái luôn, có đuôi ha. Cái này dáng nghiêng 13 nha. Rồi em xin thưa chờ thông số luôn anh. Chọc ghép vào to tên này đi. Rồi hoành 21 ạ. À, hoành 21 của chú chị bạn ơi. Nậu nậu bao la ha. Cao 1m1 ạ. Ngang 1m2 ạ. Cao 1m1 ngang 1m2. Cây mã số 115 này xin giao lưu với giá là 3.3 triệu ạ. Rồi giá 3.3 triệu của chú chị các bạn. Rồi xin phép mình đổi cây luôn qua số 116. Đây 116. Cái 116 này cũng là cái dép giáo đức nha cô chú anh chị. Đó, giống cạm dáng như giống như cái tàn cây thông ha, từ từ ha, tàn sát sát hết ha, chọc ghép rất là to để nở luôn nè, để nở. Cô chú anh chị nào thấy có yêu thích được cây nào thì điện thoại với em qua số điện thoại 0909001982 cô chú anh chị. Em xin thoa thông số cái này ạ. 29 ạ. Quanh 29 nha chú anh chị các bạn ơi. À, chiều cao 1m1 ạ. Nụ thì có đầy đủ nè, bao la luôn ha. Ngang 1m3. Rồi cây mã số 116 này em xin giao lưu với giá là 3.6 triệu ạ. Rồi giá 3.6 triệu luôn, 116 hả chú gì các bạn. Rất đẹp luôn, để nở. Xù nụ bao la, rồi em phép đổi cây. Rồi cái tiếp là cây 117 ạ. Tiếp theo 117 chú gì các bạn ơi. Đó, cũ không vẫn là cây ghép giả hô đức nha cô chú anh chị. Bông 82 cánh. Cây ghép già mùa. Cốt ghép rất là lớn, rất là liền ạ. Giống như con thú ha. Nở rất đẹp. Rồi cho thông số luôn anh. Rồi hoành 26 ạ. Rồi hoành 26 của chú chị bạn ơi. Nụ bao la luôn. Chiều cao 1m2 ạ. Nổ quá trời luôn ha. Ngang 1m3 ạ. Cao 1m2, ngang 1m3 của chú chị bạn ơi. Rồi cây mã số 117 này em xin giao lưu với giá là 3.5 triệu ạ. Rồi giá 3.5 triệu, 117. Cây ghép giả hô đức nha cô chú anh chị. Rồi xin phép đổi cây qua. Rồi, cây 118 ạ. Tàn rất là tròn, sáng sát luôn. Tiếp tục là một cây ghép giả hô đức nha cô chú anh chị. Củ bự luôn nè. Trên này gốc rất là lớn nha. Một cục giống như là một cốc vàng hay cái gì bạn. Rất là đẹp lắm. Em xin rồi. Rồi 33. 33. Rồi chiều cao là 1m. Nụ bao la. Chiều cao 1m. Ngang 1m3. Rồi tới ngang 1m3 đó chú chị bạn. Rồi cây mã số 118 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 4 triệu ạ. Rồi giá 4 triệu luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Cái góc nhìn rất là lực nha cô chú anh chị. Góc nhìn góc vàng luôn á. 118, 4 triệu. Cây rất đẹp. Bộ đế, quan trai đế rất là đẹp ha. Rồi xếp đổi cây. Em xin tiếp theo là cây ghép giáo đức ạ. 119 nha. Rồi cây mã số 119 ạ. Tàn rất là tròn đều ha, sáng sát ha. Nụ thì bao la luôn. Một gió sát và sáng. Rồi đế luôn. Quay vòng quanh đế luôn anh. Đế nở nha, quái nha.
Rồi cho thông số luôn anh ơi. Tiếp con to. Rồi quanh 26 ạ. Rồi quanh 26 của chú chị bạn ơi. Cao 1m1 ạ. Rồi chiều cao 1m1. Tới ngang 1m3 ạ. Rồi tới ngang 1m3. Rồi cây mã số 119 này em xin giao lưu với giá là 3.6 triệu ạ. Rồi giá 3.6 triệu ha của chú chị bạn ơi. Bao ship luôn. Rồi số điện thoại luôn là anh trước rồi. Dạ, số điện thoại của em là 0909001982. Cô chú anh chị mình có gì thì điện thoại hoặc là dựng như Zalo rồi anh nè. Luôn hết cô chú anh chị. Rồi, nhắn cái nào liên hệ với anh trước qua số điện thoại Zalo ha. Rồi tiếp theo. 1120. 120 ạ. Cái này là cây ghép giả Hồ Đức hả cô chú anh chị. Tàn san sát nụ bao la luôn nè. Đó. Rất là nhiều nụ ha. Để luôn nè. Để nở rất đẹp chứ gì. Dáng siêu siêu ha. Rồi cho số luôn anh ấy. Nụ ha, rất là nhiều nụ nè. Đọc anh em đã. Quanh 21, hiểu xíu rồi chứ gì. Để nở đẹp. Rồi chiều cao là 1m1 ạ. Ngang là 1m3 ạ. Cao 1m1 ngang 1m3 ạ. Cao 1m1 ngang 1m3 ạ chú chị dạ. Bạn. Cái mã số 120 này xin giao lưu với giá là 3.2 triệu ạ. Giá 3.2 triệu ạ chú chị bạn, thấy rất là đẹp luôn. Tất cả cây ngày hôm nay em quay em đều bao phí ship nha cô chú anh chị. Dạ rồi, tất cả đều bao phí ship luôn. Rồi phép đổi cây luôn. Dạ. Thôi hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 20 cây thôi. Dạ 20 cây hết chú chị bạn. Rồi cô chú anh chị mình có thấy cây nào mà ưng ý được thì điện thoại cho em với số 0909001982 ha. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Xin cảm ơn. Xin chào anh trước chia sẻ luôn. Thì mình giao lưu 20 cây mã số như thế này. Cô chú anh chị muốn số lượng lớn giống như thế này nữa thì liên hệ trực tiếp anh trước. Còn rất là nhiều hay giường ha. Giá hồng nghị cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi xin chào luôn cô chú anh chị các bạn ơi.